Chiều ngày 29 tháng 6, tại Trung tâm Hội nghị thị xã, Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Triều đã bế mạc Hội thi Pháp luật về dân quân tự vệ năm 2021. Dự lễ bế mạc có đồng chí Nguyễn Khắc Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, trưởng ban chỉ đạo Hội thi Pháp luật về dân quân tự vệ thị xã. Tham gia hội thi có tổng số 56 thí sinh bao gồm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã phường, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự xã phường và Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã phường. Sau khi tham gia các nội dung thi về nhận thức pháp luật và các nội dung thi riêng vào buổi sáng, buổi chiều, các thí sinh đã tham gia nội dung thi bắn súng K54 bài 1C. Qua đây thì tôi cũng nhận thấy rằng là vai trò rất là quan trọng trong công tác của các đồng chí chính trị viên cũng như là ban chỉ huy quân sự của tại địa phương để nâng cao cái trình độ kỹ năng, năng lực trong quá trình rèn luyện kỹ năng về chuyên môn cũng như là kỹ năng về trong quá trình công tác để rút ra những cái kinh nghiệm và có những cái giải pháp phù hợp trong cái thời gian tới. Và đặc biệt là buổi chiều ngày hôm nay tại thao trường thì chúng tôi cũng nâng cao được cái kỹ năng bắn súng K54. Đây là một cái cuộc thi có rất là nhiều ý nghĩa và chúng tôi thực sự thấy đây là một cái cuộc thi rất thiết thực, mang lại cái hiệu quả rất lớn cho cái công tác dân quân tự vệ cá nhân của một đồng chí chính trị viên tại cơ sở. Tôi nhận thấy hội thi tìm hiểu về pháp lệnh dân quân tự vệ năm 2020 do Ủy ban dân thị xã tổ chức có một cái vai trò và ý nghĩa hết sức quan trọng đối với đội ngũ cán bộ của Ban Chỉ huy Quân sự các cái địa phương trên địa bàn thị xã, trong đó có phường Mậu Khê. Và thông qua hội thi cũng là một cái dịp để chúng tôi nghiên cứu, tìm hiểu, nâng cao cái nhận thức về hệ thống pháp luật có liên quan cũng như các cái chủ trương lớn của Đảng về xây dựng tổ chức lực lượng và hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ. Thông qua hội thi góp phần nâng cao cái nhận thức, trình độ cho đội ngũ cán bộ từ các đồng chí chính trị viên đến chỉ huy trưởng, chỉ huy phó, làm tốt cái nhiệm vụ tham mưu trong công tác chỉ đạo về tổ chức và hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ tại địa phương. Hội thi Pháp luật về dân quân tự vệ năm 2021 là dịp để các đồng chí cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự các xã phường trên địa bàn thị xã Đông Triều giao lưu, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và vận dụng linh hoạt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Hội thi cũng nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ngành, cơ quan đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân về thực hiện các quy định của luật dân quân tự vệ, đồng thời tạo điều kiện nghiên cứu, tìm hiểu sâu hơn về luật dân quân tự vệ, phục vụ yêu cầu lãnh chỉ đạo, thực hiện toàn diện hơn nữa công tác quân sự quốc phòng địa phương, đặc biệt là việc quản lý, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn ngày càng vững mạnh. Quán triệt kế hoạch của Bộ Nhân dân tỉnh về việc thi dân quân tự vệ tham gia tuyên truyền luật dân quân tự vệ năm 2019. Đến thời điểm này, các đồng chí đã nhìn thấy hiện nay đang tổ chức cái bài bắn cuối cùng, bài bắn súng K54, một trong những nội dung của thi đánh giá kết quả tuyên truyền luật dân quân tự vệ, vừa thi nửa lý thuyết, nhận thức, giảng bài và bây giờ là thực hành bắn súng. Qua sơ bộ thì cái nhận thức của đội ngũ cán bộ chính trị viên, ông chí chỉ huy trưởng quân sự xã, ông chí phó chỉ huy trưởng quân sự xã phường rất là tốt, nhận thức đảm bảo phát huy được truyền thống đệ tứ trên khu anh hùng. Đến giờ phút này mọi công tác tổ chức chuẩn bị và thực hành tham ti kết quả rất tốt. Cụ thể thì ông chí đã nhìn thấy kết quả bắn súng rồi cũng như thi giảng chính trị, và thi nhận thức là đảm bảo đạt yêu cầu đề ra. Qua cái thi tìm hiểu về luật dân quân tự vệ, thứ nhất ấy, là tuyên truyền nhân rộng, mọi người hiểu hơn về cái luật dân quân tự vệ, đồng thời triển khai thực hiện ở tất cả các xã phường, tại Ban Chỉ huy Quân sự của cấp xã, các xã phường, từ đồng chí chính trị viên, chỉ huy trưởng, các đồng chí phó chỉ huy trưởng, nhận thức của tới đồng chí thôn khu đội trưởng, các đồng chí chiến sĩ dân quân tự vệ, nhận thức rất là tốt, qua đó triển khai thực hiện tốt cái luật dân quân tự vệ thì góp phần xây dựng lực lượng vũ trang của thị xã Đông Triều nói riêng, cũng như là toàn tỉnh Quảng Ninh và cả nước, để phát huy cái truyền thống của lực lượng dân quân tự vệ, thực hiện tốt trong các cái nhiệm vụ. Đặc biệt trong tình hình dịch Covid hiện nay thì quán triệt thực hiện tốt cái luật dân quân tự vệ cũng góp phần phát huy cái vai trò trách nhiệm của các đồng chí chiến sĩ dân quân trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống Covid để thực hiện giữ vững địa bàn an toàn trong tình hình mới.
Hội thi pháp luật về dân quân tự vệ đã diễn ra thành công tốt đẹp trong điều kiện đảm bảo an toàn về phòng chống dịch bệnh, hoàn thành các nội dung hội thi, bảo đảm an toàn trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải cho 3 tập thể và 12 cá nhân. Đối với giải tập thể, giải nhất thuộc về Ban Chỉ huy Quân sự xã Bình Khê, giải nhì thuộc về Ban Chỉ huy Quân sự phường Mạo Khê và giải ba thuộc về Ban Chỉ huy Quân sự xã Việt Sơn. Đối với giải cá nhân, đồng chí Hoàng Văn Đề, Bí thư Đảng ủy phường Mạo Khê đạt giải nhất nhóm thí sinh là chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự xã phường. Đồng chí Diệp Văn Sáng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Tràng Lương đạt giải nhất nhóm thí sinh là Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã phường, nhất nhóm thí sinh Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự các xã phường. Ban tổ chức cũng lựa chọn được các thí sinh xuất sắc thành lập đội tuyển tham gia hội thi cấp tỉnh. Trước này chúng ta đi thi.